hiểm lắm mọi người ơi, nguy hiểm lắm, ngoài đường này trơn lắm. Hôm nay mình có chương trình là phụ chú này bóc cà phê. Có ai xem và ủng hộ cái kênh YouTube của anh Bình nha, ủng hộ cho mọi người đồng vai nha anh em. Hai anh em nó rất mạnh không mọi người, bưng một người một bao luôn. Xe này 23 bao là chưa xi nhê gì hết, bề lông phải 50-60 bao. Xe máy cải Iseki 2007. Xe đang dê mọi người. Anh em đang bóc cà. Suzuki TL 2007 mọi người. Yeah. Do I go five?
quay đem đi bóc cà phê nhé mọi người. Đường mưa rất là trơn nha mọi người, xe đi rất là khó, xe một cầu thôi. Nguy hiểm lắm mọi người ơi, nguy hiểm lắm, quay đường này trơn lắm. Đường mưa nó trơn lắm rồi. Ôi trời ơi, cái đường này này. Qua cái đường này mọi người. Con đường này hồi trước rất là đẹp, bây giờ rất là xấu. Xem một cậu biết qua đường. Tay cung của tôi là tay cung của tôi là anh. Rồi anh. Rồi rồi. Vậy cho tài xế. Chứ đi đường này xe mấy cái bự, xe nhỏ xong mà vừa. Bình tĩnh quá. Con động đây à. Stop, đang đâu hơn hả? Tay cung đâu ta? Đây là ngã ba, đây là ngã ba vô đại.
Rồi. Ba đâu. Đây là cầu xuôi mọi người ơi. Đường rất là xấu. Quay đường nè mọi người. Mưa là bị sình liền á. Ôi giời ơi, đường ơi là đường. Gặp mọi người trong video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh để nhận video mới nha mọi người. Và đừng quên chia sẻ và nhấn chuông nha.